Minh hả con? Sao chị Thủy không có ở nhà anh? Thầy Văn nói chị nên nghỉ 1-2 ngày cho lại sức. Hay là chị ở bên Tâm Khánh? Cảm ơn em, để anh tới đó. Sao anh không gọi điện hả? Cô ấy tắt máy, gọi mãi không trả lời. Thôi đi nha. Anh chờ em một chút ạ. Anh ơi, đêm nay chị Thủy không có lịch trực ở đây anh ạ. À, cảm ơn em. Đi gấp thế này, em đã kịp báo với gia đình chưa? Em chưa. Chắc mọi người cũng quen rồi. Chết, hết pin rồi. À đây, thì dùng điện thoại của tôi này. Vâng, thế cho em mượn. Tôi xin lỗi vì đã làm khó cho Thủy. Nhưng anh bạn gọi điện gấp quá. Với lại căn này thực sự rất khó. Nên là tôi cần sự hỗ trợ của Thủy. Điện thoại hết pin, cần gì nhắn cho em vào số này. Tôi nghe đây. Xin lỗi, ai đang gọi vậy ạ? Xin lỗi, tôi lộn máy. Em đây ạ. Alo, Ngọc hả? Xin lỗi đã gọi em giờ này. Em chưa ngủ sao? Em chưa. Có chuyện gì thế ạ? Em có số của bác sĩ Khánh không? Cho anh xin nghe. Gửi liền cho anh hả?